Giá phân bón hôm nay ngày 3 tháng 5 tại khu vực Tây Nam Bộ duy trì ổn định. Phân giáp có mức giá dao động rơi vào khoảng 760.000-800.000 đồng một bao. Khảo sát tại khu vực miền Bắc, giá phân bón hôm nay ngày 3 tháng 5 tiếp tục đi ngang sau khi điều chỉnh giảm. Cụ thể, phân NDK 16, 16, 9 Việt Nhật, Phú Mỹ giảm cùng mức 20.000 đồng một bao, giá niêm yết tương ứng của cả hai thương hiệu trên đều dao động khoảng 800.000. 820.000 đồng một bao. Tương tự, phân Kali Canada giảm 70.000 đồng một bao, các đại lý đang bán ở mức giá 580.000, 610.000 đồng một bao, giảm sâu hơn từ 70.000 đồng một bao đến 80.000 đồng một bao là phân Kali Hà Anh, mức giá trên thị trường hiện nay là 570.000, 610.000 đồng một bao. Đối với các thương hiệu còn lại, giá giao dịch vẫn tiếp tục đi ngang. Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung theo ghi nhận, giá phân bón hôm nay ngày 3 tháng 5 tại khu vực miền Trung tiếp tục đi ngang sau khi được điều chỉnh giảm 10.000, 20.000 đồng một bao. Cụ thể, phân NDK16, 16, 8 đầu trâu, Phú Mỹ giảm từ 10.000 đồng một bao đến 20.000 đồng một bao, hiện giá bán ra lần lượt là 730.000, 750.000 đồng một bao và 720.000, 750.000 đồng một bao. Tương tự Phân lân Lào Cai hôm nay có giá giao động khoảng 250.000-270.000 đồng một bao, sau khi điều chỉnh giảm 10.000 đồng một bao. Các thương hiệu còn lại tiếp tục giữ giá không đổi trong hôm nay. Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên cũng không có chuyển biến mới so với phiên trước đó. Theo ghi nhận, giá phân URE ổn định trong khoảng 480.000-530.000 đồng một bao. Phân sa nhật duy trì từ 350.000 đồng một bao đến 390.000 đồng một bao. Các sản phẩm phân kali bột hiện được người dân thu mua với giá 690.000, 750.000 đồng một bao. Song song đó, ba thương hiệu phân NDK 16, 16, 8 cũng giữ nguyên mức giá cũ là 750.000, 850.000 đồng một bao. Tại thời điểm khảo sát, mặt hàng giữ mức giao dịch cao nhất và thấp nhất lần lượt là phân NDK 20, 20. 15 te bình điền và phân lân lâm thao, tương ứng với 1 triệu 050.000, 1 triệu 090.000 đồng một bao và 300.000, 330.000 đồng một bao.